Mày đi đi chưa? Cha ra đi rồi. Bây giờ mới đúng như vậy. Đi lại đi, ra đi. Này không Năm, bọn tao không để nhân với mày đâu. Có mình mày thôi, bọn nào ở đây? Giết con nào mà nó giết tiếp. Giết tiếp. Mày chỉ chào tao à? Thì chị hết, ông hay lắm. Bây giờ đi thôi. Ông cháu, rất thông minh. Chào bọn ta. Ngươi hãy cho bọn ta đi. Cháu ăn cướp à? Bọn ta. Cướp à? Người. Ăn và nhìn kỹ ở đây nào. Nhìn đây. Chúng ta bây giờ rất là đông thành viên. Đúng rồi. Chúng ta đã thu phục được 606 Alpha. Và tiếp theo là 404. Có thể là Chà Ra. Có thể chúng ta thu thập hết những thứ này về bên ta để thống trị cái vũ trụ này. Bây giờ Alpha và 606, ta sẽ truyền cho các người sức mạnh để có thể đối đầu với lại 404, và hai người sẽ là những quân bài cực kỳ chất lượng của ta. Thấy chưa, nhìn nó khỏe hơn hẳn luôn. Alpha, ngươi hãy lên thử sức mạnh vào con hút kia cho ta thử xem. Đánh tiếp phát nữa đi Alpha. 606, tiếp theo đến ngươi. Hút mạnh vào đi. Ta cứ nghĩ là quả bóng lăn trên chân cỏ cơ. Ăn hoa rất tốt và 606 rất ok. Ta rất hài lòng, tiến sĩ chết ạ. Ta thấy ta đúng là người có một cái bộ óc thiên tài. Được. Ông khôn đấy. Ông nói mắt ông đã trên đỉnh đầu cơ mà. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm cách tiêu diệt 404. Chúng ta rất là mạnh rồi. Chúng ta rất là mạnh rồi. Mình tiêu diệt hắn thôi. Alpha, 606, đứng dậy, theo ta đi tìm 404 để tiêu diệt hắn. Omisan, sao ngươi xuất hiện ở đây? Omisan à? Ngươi có sao không? Omisan, ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của chúng ta. Các ngươi
hãy mau đưa cho ta Alpha. Hôm nay ta cần Alpha. Để làm gì? Nguyên của mơ. Mày định bắt cóc nó để bán sang Trung Quốc đúng không? Hả? Sao? Nếu mà muốn bắt Alpha, bước qua xác của ta đã. Trông! Các gì? Người các người rất là liều lĩnh khi dám khiêu chiến với ta. Ta nói các người không nghe á. Khoan, 505, thôi, 505. Thằng Onisa này mạnh lắm. Các ngươi còn nhỏ bé lắm. Các ngươi không biết Omi-san là ai à? Mik-san, đừng có đùa với ta. Ta không thích đùa đâu. Các ngươi khôn hồn đấy. Tao Alpha ra đây. Mày đừng nói mày là đồng đội của 404 nhá. Trông! Bọn mày không cần phải biết. Tao chỉ cần biết là bây giờ bọn mày phải đưa Alpha ra đây. Bọn mày hiểu không? Mày là cái chỗ gì mà tao phải đưa? Các người thích ngoan cố à? Được rồi, hãy nhận lấy này. Ta đã bảo rồi. Các người đừng có mà động vào ta. Chúng ta cũng phải hợp sức hết lại thôi. Chơi luôn đây này. Mik-san, mày định làm gì? Mày định mang cái đao cùn đến đây à? Ta không có nhiều thời gian với các ngươi đâu. Bây giờ hãy mau đưa Alpha ra đây. Không thì ta sẽ tiêu diệt từng thằng một trong số bọn mày. Ta thách ngươi. Ngươi nói gì? Thách ta? Ngon, đi tới đây. Đừng có nói nhiều. Mày thích nói lắm này. Còn thằng này nữa, tiến chi tiết này. Để làm sao? Mày thích làm sao? Mik-san. Bọn nhãi này. Omi. Omi. Vào hết cả đây. Con quái vật này. Quát con này. Còn thằng này nữa. 6-6 à? 6-6. 6-6. 6-6 với chúng tôi à? Bọn mày vào hết đây. Bọn mày vào hết đây. Bọn mày vào hết đây. Tao chơi hết một phát này. Bọn mày thích làm sao? Cái thằng này tiến chi rác à? Bọn mày tao chấp hết. Tao chấp hết. Tao chấp hết bọn mày. Tao chấp hết bọn mày. Con chó này. Con chó này. Bọn này nữa. Đứng hết lại. Đừng có thằng nào di chuyển. Đứng hết lại. Đứng hết lại cho tao. Bố mày là Omi đấy. Omi-san đây này. 6-6 này. Rồi thằng nào đừng có chạy. Người ngon thì tới đây với ta. Các ngươi được rồi. 5-5 gì? Mày thì chết à? các ngươi muốn thế nào? Thằng 505 này. Ngươi nhận lấy này. Các người đã nhìn thấy sự lợi hại của ta chưa? Bấy nhiêu thằng bọn mày khôn hồn thì hãy đưa Alpha và giật cho ta. 505, mày vẫn chưa thấy đau à? Được rồi, tao sẽ đánh riêng với mày một trận. Anh em đâu?
thắng chưa? Năm thứ năm, hôm nay ngươi sẽ được ăn đòn của ta này. Ngươi thì cố. Được lắm, ngươi không ăn thua với ta rồi. Nhận lấy. Cũng mạnh đấy, chưa ăn thua với ta hả? Các ngươi bây giờ không là gì đối với ta đâu, nên là khôn hồn thì hãy đầu hàng ta đi. Các ngươi bây giờ ta sẽ cân hết cả bao nhiêu thằng bọn mày. Bọn mày có giỏi bọn mày hết tới đây chắc luôn. Các ngươi hãy nhớ lấy, đừng bao giờ động vào Omi ta nếu không muốn nhận kết cục đau đớn, biết chưa? Omi, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Mày thích kiêu ngạo này, bố mày đã không thích nói nhiều rồi. Đợt này bố mày đang đau chân đấy, đánh còn yếu ấy, đừng có động vào bố mày. Mày hiểu không? Chắc chưa? Bố mày chắc luôn. Dô phát nữa này. Mày thích làm sao? Mày nhìn bọn kia nằm yên tại chỗ, một mình mày thích ho hen không? Mày thích ý kiến gì? Ý kiến này con chó. Mày không muốn làm người à? À mà đồng đô bảo vệ đồng đô của mày có phải người đéo đâu nhỉ? Nhận dô phát nữa này. Bố mày lần bãi cứt châu mày ấn đầu mày xuống. Mày thích làm sao? Mày ý kiến à? Mày thích ý kiến à, con chó này. Tao không phải là chó đâu. Tao là 505 đâu. Chống lại tao ấy. Bọn mày chết hết. Đừng có nói nhiều. Đối với tao, những thằng chống lại tao chỉ là chó thôi ạ. Hãy nhận lấy này. Không đàn em thằng nào cả. Mày thích không đàn em à? Mày tưởng làm đàn em của tao mà dễ hả? Con chó này. Rồi. Bố thì mình xui nhà anh chứ. Anh mới nhận lấy này. Trời ơi. Hôm nay á, trời nắng không có cứt trâu mà cho mày vào thôi. Bố mày từ nãy là lần không có cứt trâu nào nữa. Nhận lấy này con chó. Bố mày cũng ngã. Tao bảo là tao này tao đau chân nên là tao ngã. Nhưng mà mày đừng có vì thế mà mày quay thường sức mạnh của tao nhá. Các người. Hay lắm Mích San. Được lắm Mích San. Ta đã không muốn động vào ngươi rồi. Mày thích chết à? Đứng dậy. Tao cho mày chết này. Ủa mày, ta đây. Rồi. Chó này. Mày. Hình như là tao vừa chưởng cho quần mày bị bục tao hay sao ấy. Kiểm tra lại xem nào. Quần mày bục rồi phải không? Quần tao bục rồi. Ngươi đừng có nhìn quần của ta. Nói vậy thôi chứ thực ra là tao cũng không nể đâu. Kể cả quần bục tao vẫn đánh. Mày hiểu không? Được rồi. Nhận tiếp chưởng của ta này. Yeah. Ra đây, ra đây, ra đây. Bây giờ chưa phải lúc là ngươi nằm ở đây đâu. Ra đánh nhau tiếp.
Ta nói cho ngươi biết này, 505, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Vì vậy ngươi đừng có mà gây sự với ta. Bây giờ ta chỉ cần Alpha, và ta sẽ có mục đích của ta để sử dụng con Alpha này. Đừng có mơ. Nếu muốn sử dụng Alpha thì hãy về của đội của ta, hoặc là bước qua xác của ta. Mày không nhìn thấy quan tài rồi mày ạ. Được rồi, tao sẽ cho mày nốt trưởng cuối này. Trưởng cuối nha. Nhìn kỹ, tao làm một lần duy nhất thôi nha. Tao rất ít khi nói, một khi nói là tao nói rất nhiều. Mày thấy đạo lý chưa đâu. Bọn mày đã biết sức mạnh của tao chưa? Alpha, đứng dậy. Bây giờ theo tao. Obi, ngươi, ngươi làm gì Alpha của ta? Hiện tại tao cũng đang rất cần Alpha, và mục đích là để đấu lại với thằng 404. Chông! Ta đã có kế hoạch, các ngươi đừng hỏi nhiều. Nếu các ngươi hỏi nhiều thì các ngươi cũng là đối thủ của ta đấy. Là đối thủ của ta thì chưa bao giờ có một lần thắng ta đâu. Oni, tại sao chúng ta không thể liên minh? Đúng vậy. Đối với một kẻ mạnh như ta thì cái việc liên minh với kẻ yếu là không cần thiết. Các ngươi không hiểu điều đó à? Bọn tao cũng rất là mạnh, giang hồ đồn khắp nơi, ngươi không biết sao? Dạo này ta mãi lướt TikTok nên là tao cũng không cập nhật tình hình mấy. Mà tao cũng thực sự không cần cập nhật tình hình. Bởi vì sao? Ta là mạnh nhất. Ôi giời, ngươi định làm gì với con Alpha đó? Alpha hả? Alpha bây giờ là đệ của ta. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng như thế sao? Alpha, đấm hắn cho ta. Con Alpha này, sao ngươi lại có thể nghe lời thằng Tiến Sĩ Jack được? Các ngươi có chiêu gì sao? Ngươi nghĩ đơn giản mà Alpha theo bọn ta sao? Tất cả là do tài năng của ta đó. Ngươi hãy xem đây, bùa pháp vật. À, vậy là mày chơi không đẹp đúng không? Mày bỏ bùa cái con này. Bảo sao? Bảo sao theo mày? Được rồi, bây giờ đưa bùa cho tao. Mày nghĩ sao? Tiến Sĩ Red. Đưa đây. Tiến Sĩ Red à? Người, tại sao mày cứ thích ăn đòn thế nhỉ? Có đùa. Oni tha cho ta. Lá bùa gì đấy? Được rồi, tao chỉ lấy để khôi phục cho con Alpha thôi. Chỉ việc đưa lá bùa cho ta mà ngươi cũng không làm được, để rồi phải ăn đòn. Lần sau ấy, nhìn thấy bản mặt của ta hãy né ra, biết chưa? Đừng có thể hiện sức mạnh ở đây làm gì. Bọn yếu đuối này, nhớ đấy. Đúng rồi, ta đây. Vậy mà bây giờ ngươi đã khôi phục rồi. Bây giờ ngươi, Alpha, hãy theo ta. Được rồi, ta trả lại lá bùa cho các ngươi này. Ta không cần nó nữa rồi. Hẹn gặp ngươi. Mà thôi, không cần hẹn các ngươi đâu nhỉ. Ta đi đây. Vậy là thằng Omi nó đã cướp mất Alpha sang của ta. Được thật đó. Omi, ngươi hãy đợi đây. Chúng mày, em trai tao đâu? Chúng mày, 606 đây rồi. Em trai Alpha tao đâu rồi?
súng nói. Chúng mày đã làm gì em trai tao? Cãi nhau. Hiện tại bọn tao không giữ Alpha. Mày nhìn xem có thấy Alpha ở đây đâu. Chính các người đã bắt cóc Alpha. Bây giờ đừng có cãi nữa. Bố mày thích cãi đây, làm sao? Được rồi, phòng 505 này. Mày muốn chết phải không? Yeah, nhận lấy anh. Thằng chó 404. Mày dám đánh tao sao? Chúng mày giấu em trai tao ở chỗ nào? Tới nhà. Tao đã nói rồi, tao không giữ Alpha. Ngươi bị ngu à? Tao nói một câu cuối cùng, chúng mày để em trai tao ở đâu? Hãy mang ra đây giả lệnh cho tao. Tao nói lại, hiện tại bộ tao không giữ Alpha. Mày có thích không giữ không? Bọn khốn kiếp mày, em trai tao đâu, Mixon? Mixon ít thôi. Nãy giờ mày không nói phải không? Hỏi ít thôi. Khốn kiếp này. Nãy giờ tao nói ngươi không hiểu. Vậy tao không hiểu đây. Ngươi có hiểu tiếng chó không? Tao không hiểu tiếng chó. Chúng mày là chó, tao tao phải hiểu. Ai là chó? Dám bảo tao là chó sao? Thằng 404 này. Tao nói một câu thôi. Em trai tao đâu? Tao nói là tao không giữ. Mày bắt mất em trai tao. Mày nói không giữ là sao? Tao bắt, nhưng mà hiện tại tao không giữ nó. Mày vẫn quan cố à? Quan cố à? Chết sao? Bốn kiếp, tiếng chữ đếp này. Tất cả âm mưu là tại mày phải không? Tao biết gì đâu, biết gì cả. Mày thích không biết gì à? Hôm nay tao cho chúng mày chết cả lũ. Nếu như không giao em trai tao ra đây. Tao nói là tao không biết. Thằng khốn kiếp 505 này. Tao tha cho mày bao nhiêu lần rồi, giờ mày vẫn ngoan cố à? Mày làm gì được tao? Mày làm luôn đi. À, thằng to mồm mày. Năm không năm, tao nói rồi. Mày thả em trai tao ra thì tao tha cho mày. Mày dám gì chứ đấy? Ngươi có cái chiêu đấy, bây giờ mới xài. Tao mới dậm thêm lửa đấy. Lửa à? Lửa tao không sợ đâu. Giờ tao cho mày tắt lửa luôn. Mày cứ nói vào đây, tao có hai người đấy. Vào đây, vào đây. Hai thằng à? Bốn thằng tao không sợ. Tao đã nói chúng mày rồi. Để tao nói hơi nhiều đấy. Em xem tao đâu. Khát nước thì đi uống nước đi. Cháu cứ hết tỉnh lại đi.
đi cho ta. Các người được lắm. 606 tỉnh lại đi. Mikan, các người thật là rớt bến. 606, giết cho ta đi. Tao đã không thích quá nhiều, mày cướp tao đó nhiều là sao? Nhân ra đâu đâu? Mày nói tao không có nhiều. 404, tuổi gì? Thằng tiếng T-Rex này, mày thích khạc lửa phải không? Hôm nay tao cho mày tắt lửa, khạc đơn luôn. Yeah! Lá mùa này, tao sẽ tiêu hủy nó. Tao sẽ hồi sinh em trai tao. Ngươi lấy đồ của người khác là không tốt đâu. Giả lại cho ta đi. Người tốt không ai lấy đồ của người khác đâu. Tao chỉ tốt với những người cần tốt thôi. Chúng mày đừng có mà hy vọng. Chúng mày, bọn khốn kiếp này lại chạy tốt rồi. Con khốn này, chúng mày rắp bắt nạt cho ra phải không? Ôi 404, nghĩa là lấy lục bùa rồi ư? Hãy mau khởi vùng 606 đi. Thằng Mích San, em trai tao đâu? Ta có biết ở đâu đâu. Mày chiều người ta à? Tao nắm mắt rồi nhá. Mít San, tao nói rồi, em trai tao ở đâu? Nói ra thì tao tha cho. Tao không biết đâu. Không biết à? Mày có thích không biết không? No. Mày vẫn chưa tỉnh ngộ à? Mày vẫn thốn này. Em trai tao đâu? Tao quá nhục, tao quá nhịn với chúng mày rồi đây. Em trai tao đâu? Tao không muốn. Người hãy đợi đấy. Mích San, mày lại chạy rồi phải không? Thằng khốn này, mày nhu thân à? Nhầm. Yeah. 606. Mày tỉnh dậy chưa 606? Có biết ta là ai không? Chào ta. 404, mọi người đến rồi. Đúng, tao đến cứu mày đó. Bọn nó mang Alpha đi đâu rồi? 606 biết không? Omi đã bắt gặp Alpha rồi. Bây giờ Omi nắm trong tay Alpha sẽ khó khăn cho chúng ta đó. Đúng là như vậy. Giờ chúng ta phải tìm cách để cứu con trai đã thôi. Mà Omi, thằng Omi muốn giết mày. Omi, mày chết đi. Ta để cho mày tới cuối máu. Làm sao thôi luôn. No. Alpha, bây giờ ngươi hãy đi theo ta làm đệ tử, không thì ta sẽ tiêu diệt thằng anh 404 của ngươi, ngươi biết chưa? Omi, ngươi dẫn Alpha đi đâu? Haha, bà Dê à, đừng có cản đường của ta và bà cũng đừng xen vào chuyện của ta nhá, nếu không ấy ta không để yên cho bà đâu. Ngươi đừng có làm hại người khác, hãy mau thả Alpha ra. Ngươi nghĩ sao? Bây giờ ta cần thằng Alpha này và ta
sẽ không nói nhiều. Các ngươi đừng có cản đường của ta. 404 sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ngươi biết sức mạnh của 404 rồi chứ? Thấy chưa? Anh ta được chết mày đấy. Có vẻ bọn mày vẫn chưa biết tên tao nhỉ? Omi-san, ta không vướng một bố con thằng nào đâu nhá. Ngươi hãy thả Alpha ra và ta sẽ để yên cho ngươi đi. À, con mụ già này. Nhận lấy này. Đừng có cản đường của ta. Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Và hãy tránh ra đi. Lót-san. Xin chào Oni-san nhá. Oni-san, mày định thể hiện sức mạnh với ai ở đây? À, cái thằng Lót-san này. Mày định làm gì tao? Mày có đủ khả năng đánh bại tao không thì mày hãy nói. Nếu không, hãy tiếp chiều ta đây. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Omi, nhớ lấy này. Tuổi gì? Lót-san. Bây giờ ngươi sẽ ăn đòn của ta này. Yeah! Ta đã bảo rồi, các ngươi đừng có xen vào chuyện của ta. Oni, ngươi xem chịu ta đây. Cuối gì? Oni-san à. Lót-san, nhận lấy này. Dám cản đường của ta. Người biết vậy á? Người không phải là đối thủ của ta rồi. Được lắm, rõ ràng. Người hãy cút đi. 44. Các người đã tìm tới đây rồi. Omi, chúng ta đã gặp nhau rồi đó. 44. Các người, các người hôm nay muốn chết hết cả lũ với nhau sao? Được rồi, các người hãy nhận lấy này. Bọn mày dám động vào tao á? Mà không yên đâu. Các ngươi thực sự muốn chết hết nhau rồi. Có giỏi thì lên cả đây. Ta chấp hết. Lên hết đây. Được rồi. Sao mày mạnh vậy? Được rồi. Ngươi. Các người. Các người thật là yếu đuối. Các người muốn chết hết rồi. 707. Ngươi, ngươi lại muốn tụ họp để chết của ta à? Thì làm sao? 707, ngươi đã xuất hiện rồi à? Lâu lắm ta không gặp ngươi. Được đấy, giờ ta với ngươi sẽ giết chết thằng Omi này. Thằng Omi này là cái chúa gì? Dậy lên. Người ta hồi xưa có câu 2-1 không chột cũng què, giờ 4-1 thì cũng phải gãy chân mà què thôi. Ố, mày chấp hết. Mày nghĩ làm sao? Tao chấp hết, được chưa? Một mình anh chớp hết. Mày nắm 404. Mày không bay lên. Đứng được ta. Rồi các người, các người được rồi. Yay! Mọi người có giỏi lại đến đây.
Bây giờ bọn chúng đang đánh nhau, chúng ta sẽ ngồi xem một chút. Cái thằng Oni thì khỏe nhỉ. Anh Tư chấp hết. Oni, hôm nay mày dám đến đây gây chuyện với bọn tao à? Ngon thì đứng ra ngoài này, tao với mày solo. À, ok. Trời luôn, bố mày vướng bọn mày chắc. 404, cẩn thận. Đừng lắm mồm nữa, tiếp chiêu đây. Cô giỏi thì đánh đi, đánh mạnh đi. Mày thích đến gây đây gây chuyện với tao à? Gây chuyện với anh em tao à? Mày chết đi. Cũng mạnh lắm, 404 ạ. Ta có thể có lẽ đã coi thường sức mạnh của mày rồi. Bây giờ ta sẽ tập trung. Ngươi, ngươi thật sự là cũng mạnh đấy. Lót sàn. Mày thích chết cả đúng không? Hôm nay bọn ta sẽ chơi chiều đưa đông kích tay. Hôm nay muốn chết hết rồi. Chọn hội đồng là chiếc chiêu của chúng ta. Các ngươi, các ngươi được lắm. Bây giờ các ngươi hãy chết hết đi. Ta đã không muốn nói nhiều rồi. Các ngươi hôm nay đông đủ phết đấy nhỉ. Mày không muốn nói nhiều thì mày nói ít lại. Ai mà mày nói nhiều làm gì? Mày ý kiến à? Mày thích ý kiến không? Còn mày. Cả thằng lót xa này nữa. Thích xem vào chuyện của tao à? Mày, được đấy, cút đi. Còn hai thằng này, có giỏi vào cả đây. Ha ha. Hôm nay chúng ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh. Các người được lắm. Bây giờ hãy nhìn sức mạnh từ con mắt thứ ba của ta đây. Yoi. Các người thấy gì chưa? Từ nãy giờ ta chưa sử dụng tuyệt chiêu này là để các ngươi còn biết đường mà chạy, nhưng các ngươi không hề muốn chạy. Được rồi, dô hết đây. Và ta con mắt ấy là con mắt gì? Các ngươi mắt chó à? Các ngươi được lắm, hãy nhận sức mạnh của ta đây. Bọn mày. Mát không hả? Bấy không bấy. Ướt hết người ta rồi. Hãy nhận lấy đây. Yeah. Mạnh đấy, bấy không bấy ạ. Mày cũng không nhận lấy của tao này. Yeah. Bọn mày muốn làm sao? Ý kiến à? Cái đồ ba mắt. Được rồi, bây giờ tao sẽ giết chết hết bọn mày. Không tất cả nào chết trước đâu. Yeah. Các người nhận lấy này. Bọn mày muốn chết hết rồi. 404 người. Omi dừng tay. Bà gì? Bà, bà được lắm. Người đừng có mà gây sự nữa. Tuột mẽ rầy rồi. Được đấy, bọn này được đấy. Non thế nhỉ? Người còn non lắm. Được rồi,
Các người cậy đông à. Hôm khác ta sẽ gặp lại. Bây giờ ta sẽ tạm biệt mọi người. Bye bye. Ô mi, mày lại để chỗ chạy thoát rồi. Mày ơi. Mà lần nào cũng thế. Ngu lắm. Chịu nhà các bố đấy. Ô, anh Phá, em có sao không? Ồ, em không sao à? Anh tưởng em đã rồi chứ. Anh đi chỗ nào được anh ơi. Alpha, lần sau ngươi hãy cẩn thận đấy. Thế lực bóng tối rất là muốn lấy sức mạnh của Alpha, nên là ngươi hãy cẩn thận. Cũng đúng đấy, tại vì đợt này Alpha thường đi tập gym mà. Đúng đấy, đang mạnh lại còn đi tập gym, thằng nào chả thích. Thôi mẹ mất bớt đi. Với hôm nào, dù ta đi tập gym với Alpha nhá. Được rồi, hôm nay chúng ta đã giải cứu được Alpha. Lần sau chúng ta sẽ rút kinh nghiệm hơn. Đúng vậy, đi về thôi. Mà sao em khỏe mà lại để chúng nó đắt vậy? Thế mới lạ chứ. Đúng là lạ thật.